Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng Minh Audio Hà Đông có một mẫu âm ly rất độc giới thiệu các bác đây. Đây là một con âm ly cổ xuất Mỹ của Sony, lần đầu tiên tôi gặp. Con âm ly này nó có rất nhiều thứ để nói đến. Con âm ly này có tên là STR-VX750 và tôi bán giá 3,5 triệu. Âm ly xuất Mỹ có radio nên là sẽ bắt được rất nhiều đài 108MHz. Đánh hai đôi loa chính ABA cộng B. Computer Control System Center, hệ thống điều khiển máy tính. Nghĩa là nó có các cái nút bấm này, rất là êm tay. Đó, bắt các kênh đài. Nó như là mình bấm vào máy tính ấy. Đó là nó có hệ thống xử lý vi máy tính. Chỉnh bát chép cũng như vậy. Đó, các bạn có thể bấm vào đây và nó sẽ lên xuống này. Đó, volume cũng như vậy. Tăng giảm đây và cái bên kia nó sẽ nhảy đi số theo. Đó, rất độc ở chỗ đó. Kết hợp cả cơ và cả điện tử. Đây là đang chạy radio. Nếu các bác chạy nhạc thì bấm vào CDLX hoặc là những đường vào có loại. Tôi sẽ quay mặt sau. Đây tiện quay trong đã. Ba con tụ lọc này, bốn con sò than này. Âm ly cổ nó thường có những cái dây kiểu màu sắc như này. Hai nguồn, một nguồn to, một bé. Nguồn to ở đây, trong hộp này. Bãi zin luôn. Nói chung là nội thất bên trong cực kỳ sạch sẽ, đẹp. Nếu bác nào thích công suất thì con âm ly này là rất hợp lý. 400VA đó là đơn vị của Mỹ, sản xuất tại Nhật Bản. 400VA thì tương đương với là 320W. Đó nha. Mình nhân với 0.78. Đơn vị của Mỹ thì bên đó nó dùng VA. Trở kháng từ 4-16 ohm. Nói chung tổng thể còn rất mượt mà luôn. Tôi sẽ đại nắp này để các bác cùng cảm nhận. Đây là nội thất bên trong. Đặc trưng của dòng âm ly cổ Sony thì chất âm rất ngọt ngào. Đấy là âm ly cổ của Sony. Con âm ly này cũng không ngoại lệ, nó cũng như vậy. Các bác đợi tôi đậy cái nắp. Con âm ly này nó đáp ứng được các tiêu chí là các bác có thể nghe nhạc hay và có hàng độc để chơi, để trưng bày. Tôi sẽ đo qua kích thước đây, tiện đã. Bề ngang là 43cm, 43. Tôi vừa đo xong lại 43cm. Còn bề cao là bao nhiêu đây? Cao là 12 các bác nha. Còn bề sâu nó chẳng tầm phải 35cm. Tôi sẽ mở đến chế độ nhạc. Đánh rất căng luôn. Tôi sẽ chỉnh bass lên này. Cho lời to lên này. Đang ghép đôi loa bass 32. Nghe rất êm luôn. Các bạn chơi hai đôi thì bấm cả vào đây nha. A, B, B. Đây tôi nhả A này. Vâng, xin chào các bạn.